đi con dạy người ta ăn. Còn con nữa, cho tiền đi học bơi không học, ra hồ bơi rồi đua ngay cái cầu thang xuống hồ đó, hết sợ đơn. Mày sợ mày xuống hồ là lúc đầu hay gì? Sợ anh ta qua hồ bơi con nít đó anh ta học, học sao đứa mập ra đứa quéo lại. Bây nhìn thằng Luật sống trên kìa, người ta học quá hả, học ngày học đêm tóc rụng không còn một cọng. Thí sinh tiếp theo. Dạ em chào anh Trấn Thành, em chào anh Trường Giang, anh Tiến Luật. Chào em. Cùng quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là gì? Dạ em tên là Ngọc Bích. Năm nay em 32 tuổi. À, quê em ở Long An. Mặc áo dài cưng quá. Chắc cô giáo quá. Chắc cô giáo phải không ạ? Dạ không phải ạ. Không có phải. Làm nghề gì? Em bán hàng online ạ. Mình bán áo dài hả? Dạ không, áo này là em tự may á. Còn em bán đầm, váy, đủ thứ. À, dạ. Thời trang. Thế tại sao hôm nay lại mặc áo dài lên? Dạ là... tại vì em thích áo dài. À. Dạ. Ra thấy cưng rồi, đã tươi rồi đó, thấy không? Thanh xuân, ha, rất là thanh xuân. Rồi bây giờ mình thấy chưa? Dạ, cho em chuẩn bị đạo cụ. Rồi, thường khúc đầu vui là khúc sau nó kỳ lắm nha. Nãy giờ mấy kèo rồi đó. À, giới thiệu làm quen giao lưu vui thiệt vui, ra diễn không hiểu gì. Đó, hình thức là ok đó nha. Đeo khăn vô là có triệu chứng rồi đó. Dạ rồi anh. Dạ rồi, 60 giây bắt đầu. Thành Giang, hai đứa khoanh tay lại nghe má hỏi. Tại sao vậy hả? Má làm lụng cực khổ mòn hết chỉ tay cho hai đứa ăn học. Thậm chí á, má còn mặc giày đi thi game show để kiếm tiền nuôi hai đứa. Mà sao hai đứa không chịu học? Hai đứa đứng lên, khoanh tay úp mặt cho tôi nha má. Ờ mà thôi, bay úp mặt vô tường rồi bay cười sao MC thấy bấm cho má. Nguyện đó, khi nào má kêu cười là cười nghe không? Thành nghe má hỏi nè, tại sao má cho con đi học tiếng Hàn sao con không chịu học? Sáng nay nè, cô giáo tiếng Hàn cô gọi điện con mắng vốn. Cô nói con á, ngày nào cũng bắt cô ăn từ hủ tiếu qua tới bánh bao. Rồi mắc cái giống gì, cô không ăn được mắm nêm, con bắt cô ăn làm chi? Má cho con tiền đi học chứ đâu kêu con dạy người ta ăn. Còn con nữa, cho tiền đi học bơi không học, ra hồ bơi rồi đua ngay cái cầu thang xuống hồ đó, hết sợ đơn. Mày sợ bơi xuống hồ là lúc đầu hay gì? Sợ người ta qua hồ bơi con nít đó người ta học, học sao đứa mập ra đứa quéo lại. Bây nhìn thằng Luật sống trên kìa, người ta học quá hả, học ngày học đêm tóc rụng không còn một cọng. Nhớ chia nha, nhớ chia nha. Cười khuyến khích, cười khuyến khích đó nha. Một nụ cười ưu ái nha, có đầu tư, có câu chuyện. Ai mà chuyển Luật sống trên thì thích lắm. Ờ, nói vậy hồi nữa Luật sống trên nổi tiếng. Rồi, sao? Có 2 triệu rồi đó. Nữa không? Dạ, em muốn thi nữa, tại vì em thích diễn lắm mà không biết thi nữa, có cười không? Thì thi sao mới biết? Dạ. Thôi thi đại đi. Thi đi. Dạ. Rồi. Em thi tiếp. Mà em phải, gọi là phải nói chắc chắn nha. Đừng dạ. Có bị sợ, hiểu không? Đâu có gì đâu phải sợ. Mình nói chắc chắn thì cái vai diễn mình nó nhập tâm ta mới cười chứ. Ừ, mình sợ là mình gãy rồi. Đừng để nốt smile là quẹo phải nha cưng. Được chưa? 60 giây bắt đầu. Đi nhìn thằng Luật sống trên kìa, người ta chơi tennis dáng đẹp sáu múi, học ngày học đêm tóc rụng không còn cọng. Bây giờ hả, nó mở cái quán thịt bò cho bá kìa. Mà nghĩ sao, bò má con mình nuôi cực khổ bán con có nhiều đâu, vậy mà nó đem ra dĩa bê lớn vậy nè, nó bán 100 ngàn. Trời ơi, bây giờ hả, ba má nó hãnh diện lắm, ngước mặt nhìn đời, đi đâu cũng tự hào giới thiệu là Tiếng Luật. Biết bao giờ mới tự hào là mẹ Thành, mẹ Giang. Trời ơi, ông nữa, ông về ông dạy hai đứa con ông kìa. Ngày xưa ông chơi tôi lùng, ông mê chân dài, rồi ông theo hoa hậu lần hai, nó xài cho trọc đầu. Trời ơi, mới có một con đã chiến thắng vang rồi. Biết không?
cười thì cười gì, cái ông bị chửi trên kia kìa. Cái mặt ông kỳ lắm. Cái mặt bị chửi mà mẹ hãnh diện. Đưa nó hứng chịu mọi đòn roi ấy, không? Mà hồi nãy bà có cái chi tiết rất là dễ thương. Bạn phải chậm chậm lại. Tôi nói rồi bạn nhanh quá, bạn ào ào quá không ai cười hết. Thí dụ bà nói không, tao nói thiệt mày, bây giờ mày coi mày ăn học vậy đó rồi sao? Con bò mình nuôi lớn hết trơn rồi, có nó ăn cắp, nó qua quán, nó bán, nó để thích bò nó bò quán nó. Bò nha mình. Bây giờ ra đường ai cũng khen má nó trơn. Nó nói má lực, má chàng. Bây giờ đâu có ai chịu tao đâu, phải không? Tao ra đường tao cũng thèm ta, được ta kêu mẹ Thành nè, mẹ Giang nè. Em hiểu không? Đâu ai nói nó bậy đâu, mà tại vì nó đúng cái tâm lý của em. Em phải nhấn nhá đúng chỗ mà nó mắc cười. Thấy không? Nhớ nha, cái gì như vậy sắc nét rõ ràng, tròn vành rõ chữ sẽ vui nha. 10 triệu với sự trợ giúp của anh Lực xếp trên. Anh Lực hồi nãy không bước ra đứng trong đành là tiếng Thành không cười đâu. Sao cười được? Chỉ có tiếng Luật thôi, bà đưa cái mặt. Ê xin lỗi, ông đưa cái mặt ông ra, mà cái mặt ông kỳ lắm. Cái lượng mặt bằng mà tới tháng người ta thu hồi lại đó. Kỳ lắm. Rồi bây giờ suy nghĩ nha. Suy nghĩ đi, có chơi nữa hay không? Chứ nãy giờ mẹ tôi buồn lắm rồi đó. Dạ tiểu phẩm thì em chuẩn bị nhiều lắm, nhưng mà thôi. Dạ em xin phép ngừng, nhưng mà em muốn tặng cho quý vị khán giả với lại ban giám khảo thêm một tiểu phẩm nữa. Ok. Đang có 10 triệu, ngừng. Dạ ngừng. Và cái này là khuyến mãi. Rồi, 1 phút cho có cảm giác nha. Rồi, bắt đầu chưa? Thôi cái này khuyến mãi mà tôi bấm luôn nha. Dạ bấm cũng được mà không bấm cũng được, tại đâu có tiền đâu. 60 giây bắt đầu. Ông Mười khó. Từ ngày mà ông bỏ tôi ông đi á, ngày nào tôi cũng ra bờ xong hẹn hò bên cái ao cá tra năm cũ đó. Tôi ngồi, cái tôi nhớ hình ảnh ông ngồi, ông đàn rồi ông hát cho tôi nghe. Ngày xưa tôi có quen một người con gái tên Lan. Nàng mặc đồ chó chăn tay nàng cầm củ khoai lang, nàng bỏ tôi đi học đàn. Tôi về tôi xin cô tía tôi hết 50 ngàn, tôi mua cây đàn hết 30 ngàn, còn 20 ngàn tôi đi học đàn. Rồi một hôm tôi trở về làng tôi tìm nàng, nhưng nàng đã theo chàng. Tôi giận nàng, tôi hận nàng, tôi ra ngồi góc bạch đàn, tôi đập bằng tay xuống đất, đập bằng tay lên cao, phủi 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 cho được dơ áo quần. Một bài hát thật là xàm xí. Vậy mà nó đi vào trong tâm trí của tôi mới là... Tất cả bạn cũng có cố gắng đấy, bạn cũng có chuẩn bị đấy. Dễ thương, gọi là dễ thương thôi. Dạ. Nhưng mà rất là dễ thương, thiệt, cái này nói thiệt. Bạn là cái người mà tôi nghĩ là cái người yêu bạn sau này thì sẽ rất là vui. Em có gia đình rồi, con em 6 tuổi rồi. Đó. Ý là tôi nói chồng bạn sẽ vui đó. Dạ đúng rồi. Sao vậy? Ông nói em nói nhiều quá lớn không nổi. Con em bắt chước nó nói đúng rồi đó, mẹ nói cũng nhiều quá cái mẹ cao không nổi. Chúc gia đình bạn hạnh phúc. Dạ cảm ơn anh. Sao ta 10 triệu kìa. Đứng hồi nãy giờ. Cảm ơn anh. Người gì đâu mà thơm nhất. Xin lỗi, tôi đã có gia đình. Biết rồi. Đi xuống đi chứ cầm 10 triệu rồi. Không ý định chia tôi luôn hả trời? Em về đây em ghé thích bò. Cảm ơn em. Nhớ ghé thích bò nha em.